chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, hầu khắp Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội như là được thay áo mới với tiết trời nắng đẹp và khô ráo sau chuỗi ngày mưa ẩm rét mướt. Và dự báo là thời tiết nắng ráo sẽ còn duy trì trong ngày mai. Từ đêm mai, tình trạng mưa phùn ẩm ướt sẽ lại quay trở lại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Về nhiệt độ thì tại các tỉnh ở phía Đông Bắc như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, trời vẫn khá rét buốt vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 cho đến 15 độ. Trưa chiều mai trời ấm áp hơn với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày và nhiệt độ còn có thể tăng lên ngưỡng từ 23 cho đến 26 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh đang suy yếu nên đêm nay, ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, những cơn mưa sẽ thu hẹp dần về diện, chỉ xuất hiện tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt vào ban ngày cũng sẽ có xu hướng tăng nhẹ và phổ biến ở mức từ 20 cho đến 27 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, trong đêm nay và sáng mai, mưa vẫn có thể xảy ra rải rác tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa. Còn Ninh Thuận và Bình Thuận thì trời khô ráo, ít mưa hơn và nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 26 cho đến 28 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận từ 28 đến 31 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay, sáng mai, do ảnh hưởng của gió Đông Nam nên mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác ở các tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh ở Nam Bộ. Còn vào ban ngày, trời vẫn có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, đêm nay, ngày mai, gió trên khu vực Bắc Biển Đông suy giảm dần về cường độ, xuống còn khoảng cấp 5. Riêng phía Đông Bắc thì vẫn duy trì cấp 6, giật trên cấp 6. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, thì gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 4 đến cấp 5. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên hôm nay tình trạng nồm ẩm ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ lại quay trở lại. Mưa nhỏ kèm theo sương mù xảy ra nhiều ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh vào đêm và sáng khiến cho tầm nhìn hạn chế và tình trạng này sẽ còn lặp lại trong những ngày tới. Với tiết trời nồm ẩm ướt, quý vị nên lưu ý hạn chế giặt giũ phơi phóng chăn màn quần áo. Không nên hong khô quần áo bằng quạt mà chúng ta nên sử dụng máy sấy quần áo. Nên dùng viên chống ẩm trong tủ quần áo để chống nấm mốc. Còn về nhiệt độ thì tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời vẫn khá rét buốt vào đêm và sáng với mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở khoảng từ 12 cho đến 15 độ. Trưa chiều nay trời ấm áp hơn với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 23 cho đến 26 độ. Còn với các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh đang suy yếu nên sáng nay mưa chỉ còn xuất hiện tại một vài tỉnh phía Nam như là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt vào ban ngày cũng sẽ có xu hướng tăng nhẹ và phổ biến ở mức từ 20 cho đến 27 độ. Đối với các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân, sáng nay mưa vẫn còn xảy ra rải rác tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa. Còn tại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì trời khô ráo, ít mưa hơn. Nên nhiệt độ tại khu vực này hầu như ít biến đổi, cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Riêng tại Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ còn có thể cao hơn ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối nay khả năng vẫn có mưa rào và dông xuất hiện tập trung tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ.
Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, hôm nay gió đông bắc trên khu vực Bắc Biển Đông suy giảm dần về cường độ xuống còn khoảng cấp 5. Riêng phía đông bắc thì vẫn duy trì cấp 6, giật trên cấp 6. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 4 đến cấp 5. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới đây, nên hôm nay ngày 15 tháng 2, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm, thậm chí là có thể xảy ra tình trạng sương mù. Tuy nhiên, nền nhiệt khu vực này có xu hướng tăng nhẹ, thấp nhất là 12 độ và cao nhất là lên đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có mưa dông vài nơi, nhưng trưa chiều xuất hiện nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 22 độ. Trung và Nam Trung Bộ Tây Nguyên có mưa rào và dông, đặc biệt vào chiều tối, Nam Bộ trời nắng nóng. Riêng thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét với nhiệt độ thấp nhất tăng 2 độ so với ngày hôm qua và 13 độ và cao nhất là lên đến là 20 độ. Theo dự báo, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 24 đến 27. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, riêng vùng núi có nơi là từ 8 đến 10 độ và vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 11 độ. Còn khu vực Nam Trung Bộ thì có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, có nơi trên 34 độ. Còn tại Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 13 đến 15 độ và cao nhất có thể là từ 18 đến 20 độ. Vâng, thích ứng với tình hình dịch bệnh thì nhiều lễ hội trên cả nước năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Tại chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam, để người dân vẫn có thể du xuân chiêm bái trong điều kiện an toàn, năm nay chùa chỉ tổ chức lễ khai xuân với hoạt động là rước nước, rước kiệu và cầu an. Tất cả mọi người tham gia lễ rước nước đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo yếu tố an toàn phòng chống dịch bệnh. Nước mang đến sự sống, nước mang đến những nguồn sinh khí cho vạn vật xung quanh. Nghi thức rước nước cũng là nghi thức tâm linh quan trọng, có ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Và tại đây, trên hồ Tam Chúc rộng hơn 600 hecta, nước được coi là vịnh Hạ Long trên cạn. Nghi thức rước nước cũng đã được thực hiện trong lễ khai xuân cùng những ước mong cho một năm mới bình an. Nước được đoàn rước lấy từ hồ rộng sau nghi lễ xung quanh cây nêu để đặt lên các kiệu rước, lần lượt được đưa lên các điện Tam Quan, điện Quan Âm, điện Giáo Chủ, điện Tam Thế và chùa Ngọc. Nước là nguồn sống của nhân loại Việt Nam chúng ta, là cái nền văn minh lúa nước. Thế nên các cái lễ hội đầu xuân, đặc biệt như lễ hội đầu xuân chùa Tam Chúc, thì thường hay tổ chức cái nghi thức rước nước.
để dâng lên cúng Phật, cúng Thánh, để cầu nguyện cho một năm mới được quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, dịch bệnh được tiêu trừ. Do dịch bệnh Covid-19 nên lễ khai xuân Tam Chúc 2022 không được tổ chức mở rộng. Ban tổ chức hạn chế số lượng người tham gia, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR và giãn cách theo quy định. Ban tổ chức cũng mong rằng người dân đến chùa lễ Phật đầu năm thực hiện quy định phòng dịch, hạn chế chen lấn xô đẩy, không mang vàng mã, thắp quá nhiều hương, nhét tiền lẻ vào tay tượng bàn thờ. Cốt lõi đến với cửa Phật là tâm thanh tịnh, suy nghĩ về bản thân, hướng tâm thiện để thấy bình an. Với những biện pháp phòng dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, người dân tuân thủ 5K. Sau một năm đã phải ở nhà quá nhiều thì lễ khai xuân cũng chính là cơ hội để người dân du xuân vãn cảnh dịp đầu năm này. Các cái năm trước ấy, là tổ chức hội là rất là phấn khởi. Thế nhưng mà do dịch Covid thì là người dân tự nhiên là mất đi một cái niềm vui này. Thế nhưng bây giờ mà được đi dự hội này thì là ý nguyện của người dân thì rất là phấn khởi. Mọi người là nhắc nhở nhau nếu như ai mà đeo khẩu trang thấp thì là phải đeo đúng quy định. Cho nên là tôi thấy là về cái vấn đề phòng dịch là rất là an toàn. Sau thời gian dài yên ắng do dịch bệnh, lễ khai xuân chùa Tam Chúc thu hút đông đảo du khách thập phương. Đây cũng là tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy du lịch trong năm mới 2022. Khi dịch bệnh dần được kiểm soát, du lịch văn hóa an toàn sẽ phục hồi trở lại, phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh du xuân. Vâng, mặc dù là phần lễ ở một số địa phương thì được tổ chức, một số nơi thì không, nhưng mà rõ ràng là đầu năm nay thì chúng ta cũng đã cảm nhận được rằng là có một số hoạt động cũng đã dần bình thường trở lại, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là dần này năm sau thì chúng ta cũng sẽ được tham gia lễ hội xuân ở rất là nhiều nơi. Vâng, đó là những điều mà chúng ta đều rất là mong đợi trong tương lai. Còn trong khoảng thời gian này thì tuân thủ 5K vẫn là một trong những điều rất quan trọng cần phải đặc biệt lưu tâm. Sau thời gian dài yên ắng, thời điểm này một số khu du lịch di tích đã được mở cửa trở lại để người dân tới vãn cảnh, chiêm bái. Bên cạnh công tác phòng chống dịch được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng thì một không khí rộn ràng, háo hức cũng có thể cảm nhận tại những nơi này. Đây cũng là những tín hiệu vui cho du lịch Việt Nam trong năm mới 2022. Đi chèo thuyền từ năm 20 tuổi, năm nay là 63, 25 mới được đi chèo cùng với mọi người cho nó vui xuân. Thưa quý vị, hơn 2.000 chiếc thuyền đã được hạ thủy trong khoảng một tuần vừa qua để sẵn sàng đón đưa du khách khi tới đây. Tuy nhiên thì mỗi thuyền chỉ được chở từ 70 đến 80% công suất. Mỗi cửa thì là quá vui, mong là thập phương và nhiều. Không thể hoạt động hết công suất cũng như là phải chuẩn bị nhiều phương án phòng dịch. Thế nhưng chỉ cần những chiếc thuyền được rời bến cũng là niềm vui lớn của người dân nơi đây. Người nó dạng dựng và nó vui như tiết vậy ạ. Lại trở lại vừa xuân đấy, là rất phấn khởi. Các bác ở đây rất phấn khởi đấy ạ. Dịch bệnh nó khó khăn như thế, bây giờ là mở chùa tất cả lại thông thoáng, coi lại gặp được nhau rất là thích, thích mua cái gì mua, thích bán cái gì là bán thì là vừa lòng, không đến vui lòng khách đi. Cùng với không khí đó, tại chùa Tam Chúc, hàng ngàn người dân từ các khu vực lân cận đã tới đây để tham gia vào lễ hội rước nước truyền thống. Sau 2 năm yên ắng thì việc được khoác lên mình bộ quần áo lễ hội, dù là phải đeo khẩu trang 100%, nhưng cũng đã là niềm vui lớn với tất cả mọi người tại đây. Các cái năm trước ấy, là tổ chức hội là rất là phấn khởi. Thế nhưng mà do dịch Covid thì là người dân tự nhiên là mất đi một cái niềm vui này. Thế nhưng bây giờ mà được đi dự hội này thì là ý nguyện của người dân thì rất là phấn khởi. Du khách thập phương xa gần về chùa tham quan chiêm bái lễ Phật khá là đông. Tuy nhiên thì mọi người đã làm rất tốt cái việc phòng chống dịch, mọi thứ diễn ra có thể nói rất là an toàn. Những tín hiệu vui từ những khu du lịch, di tích những ngày đầu năm mới cũng sẽ là động lực để toàn ngành du lịch vượt qua những khó khăn, dần phục hồi và phát triển trong năm mới 2022. Chúng ta đã thấy rất rõ những niềm vui của tất cả mọi người trong những ngày đầu xuân năm mới. Du xuân, du lịch từ lâu đã trở thành nhu cầu tất yếu của nhiều người dân. Mùa xuân cũng là mùa của các lễ hội nữa. Và 2 năm trở lại đây vì dịch bệnh mà việc tập trung đông người đều được hạn chế. Khi mà độ bao phủ vaccine tăng lên cũng đồng nghĩa với việc là các hoạt động cộng đồng dần được phát triển trở lại. Nhưng mong là tất cả chúng ta vẫn sẽ không chủ quan khi tham gia vào các hoạt động du lịch, tham quan, đảm bảo nguyên tắc 5K để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng.
tỉnh Nam Định vừa có văn bản thông báo về việc không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Nhâm Dần để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, vào đêm 14 tháng Giêng âm lịch thì khu di tích vẫn thực hiện nghi lễ khai ấn nội bộ trong nội cung, không đón đại biểu và người dân tham dự. Đây đã là năm thứ 3 tỉnh Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần. Song người dân, du khách về để đi lễ, nếu như có nhu cầu xin ấn đầu năm thì vẫn sẽ được đáp ứng tại khu vực riêng.